Sáng ngày 22 tháng 9, tỉnh Ninh Thuận tổ chức đoàn 12 xe khách đưa hơn 230 công dân của mình về quê. Các đối tượng được hỗ trợ về quê đợt này là phụ nữ mang thai, người khám chữa bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em và một số người thân. Từ khoảng 7 giờ sáng tại cổng 3 bến xe miền Đông, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã bố trí lực lượng trực cổng, kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn công dân làm thủ tục trước khi xuất bến. Người dân có giấy xác nhận của tỉnh sẽ được hỗ trợ vào bên trong bến xe. Đặc biệt, tất cả người dân được hỗ trợ về quê đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ. Tại bến xe, lực lượng y tế thuộc tỉnh Ninh Thuận sẽ phụ trách lấy mẫu test nhanh cho người dân. Sau khi có kết quả âm tính, người dân được phép di chuyển ra xe để về quê. Ví dụ như là xe số 1 tới số 6 thì chở phụ nữ có con nhỏ dưới 2 tuổi. Thì chúng tôi bố trí cái khu cách ly của trường mẫu giáo Hoa Sen. Tại cái trường mẫu giáo Hoa Sen này thì nó có khoảng 120 giường mà phù hợp với đối tượng là trẻ em nhỏ tuổi. Tại vì trường mẫu giáo mà số mà phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở thì chúng tôi tổ chức cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Chúng tôi cũng đã bố trí một khu riêng để dành cho các chị em gần kỳ sinh nở, mà nếu trường hợp sinh nở thì sẽ đảm bảo sinh nở an toàn và cách ly phòng chống dịch tại bệnh viện. Và một đối tượng nữa, số còn lại thì chúng tôi đưa về bệnh viện y học cổ truyền của tỉnh. Khu này thì mới hoàn chỉnh sửa chữa mới xong, và cũng dành riêng cho việc đón các cái đối tượng bị kẹt ở Sài Gòn cũng như là các tỉnh phía Nam. Có thể là sau này có chuyến 1, chuyến 2, chuyến 3 gì đó, thì các cái khu cách ly này sau 14 ngày thì chúng tôi có khả năng là tiếp nhận tiếp. Theo quan sát, trong đợt hỗ trợ đưa công dân về quê lần này, có hơn một nửa là phụ nữ mang thai và phụ nữ có con nhỏ. Nhiều người vất vả vì phải lo cho con nhỏ, vừa mang theo nhiều đồ đạc hành lý để về quê. Khi nhận được thông tin của hội đồng hương đưa về, tôi rất là mừng. Vì tôi kẹt ở Sài Gòn 4 tháng, không có công việc làm, ổn định đó. Bây giờ được nhà nước hỗ trợ thì tôi cảm ơn nhà nước. Ở quê khổ quá, định hai mẹ con định vào Sài Gòn thuê phòng trọ ở, mà vừa vô cái dịch bệnh luôn. Rồi chồng đi làm rồi giờ cũng cả gia đình ở nhà hết. Vô từ hồi tháng 6, bây giờ tháng 10 là cũng gần 4 tháng rồi, đâu có làm ra được. Giờ tỉnh sắp xếp về quê là tranh thủ về quê, dạ rất là vui. À, vui mà cũng hồi hộp. Khi về đến Ninh Thuận, toàn bộ người dân được hỗ trợ về đợt này sẽ đi cách ly tập trung 7 ngày. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết, các trường hợp phụ nữ mang thai sẽ được cách ly tại bệnh viện.